Đến thưa bà con cô bác, hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến bà con cô bác về cái chùa Bộc, về đường chùa Bộc. Và hôm nay Minh Toàn cũng có dịp lên chùa Bộc nên Minh Toàn sẽ gửi một số cái hình ảnh về chùa Bộc đến với bà con cô bác. Và như bà con cô bác đang nhìn thấy, đây là cái ngã tư gần đến chùa Bộc. Và đường Hà Nội thì vào giờ này không phải giờ cao điểm nhưng mà rất là đông. Để mà lưu thông ở đường Hà Nội giờ cao điểm thì những người tay lái mà yếu thì chắc là cũng khó đi. Bởi vì tắc đường nhích từng tí một bà con cô bác ạ. Và đây là cái tuyến đường này, tuyến đường Tây Sơn. Chúng ta đi thẳng đây là lên cầu là ra xã Đàn, mà chúng ta rẽ phải ở đây là chúng ta đi chùa Bộc. Ở đây mình Toàn xin phép được rẽ phải ở đây để mình Toàn đi vào cái chùa Bộc. Chùa Bộc là những một trong những nơi mà thu hút các cái bạn trẻ về mua sắm, ví dụ như giày dép, quần áo, thắt lưng, ví da, túi. Và đây là đường chùa Bộc. Đấy, các bạn thấy à? Hai bên chùa Bộc là bán quần áo rất là nhiều luôn. Và tại sao thì chùa Bộc nó lại thu hút được, ví dụ mùa này mùa đông hay là mùa hè thì cũng thu hút rất là nhiều các bạn nam nữ thanh niên về đây là như thế. Bởi vì đây là bán quần áo mẫu mà cũng rất là nhiều, mà chủ yếu là phố này là phố bán đồ quần áo. Đường chùa Bộc thì khá là bé nên mà cũng hay tắc đường lắm. Tây ấy nhỉ, khá là tây luôn. Đây là đường chùa Bộc bà con cô bác ạ. Và tại sao gọi đường chùa Bộc? Bởi vì ở trên con đường này có một cái chùa gọi là chùa Bộc. Chùa đấy có tên là chùa Bộc.
và mình Toàn sẽ gửi cái hình ảnh chùa Bộc đấy đến quý bà con cô bác để chúng ta xem ở trong chùa đấy, chùa Bộc đấy có gì có to hay không, có như thế nào mà được lấy kê cả một cái tên cho một tuyến đường. Các bạn thấy không, đường chùa Bộc phía bên chúng ta đang đi đây là thoáng như này, nhưng mà phía bên kia thì rất là tắc đường luôn. Và đây là một cái ngôi trường TH đầu tư khá là đẹp, hệ thống trường học TH thứ 2 tuổi đến hết phổ thông trung học. Wow, khá là to luôn. Trung tâm tổ chức sự kiện. Đấy, trên này cũng được bày bán các cái mũ bảo hiểm rất là nhiều luôn, các mặt hàng rồi. Đây mình Toàn sẽ vào đây. Đây là mình Toàn sẽ vào cái nơi gọi là chùa Bộc. Tại sao gọi là chùa Bộc? Đây có một ngôi chùa gọi là chùa Bộc. Đây, tên của chùa là chùa Bộc luôn. Có cái ao cá này, ao sen này. Đấy, đây là
khung cảnh ở phía bên ngoài chùa Bộc. Và đây là khu này là khu bên ngoài chùa Bộc, phía đằng sau chùa Bộc có hòn Nón Bộ khá là đẹp. Bây giờ chắc quý bà con các bác đã hiểu tại sao mà người ta gọi chùa Bộc là đúng rồi. Bởi vì ở đây là có một ngôi chùa có tên là chùa Bộc, được đặt cho cái tuyến đường chùa Bộc luôn. Đây là một cái ao trồng hoa sen, hoa súng, gồm những cây hoa súng, hoa rất là đẹp luôn. Hoa súng là một cái loại hoa rất là đẹp, còn Nón Bộ này đẹp quá. Rồi, đây, Nón Bộ này là gia đình ông bà Lý Đại Lợi, Nguyễn Thị Truyền ở 51 ngõ 2, Phương Mai, Hà Nội. Gia đình ông bà Phan Đình Vinh, Hoàng Thị Hạ ở lô 6 B6 Định Công, Hà Nội, cung tiến ba cột cờ này. Cung tiến ba cột cờ nào. Ở đây thấy hòn Nón Bộ chứ không thấy cột cờ. Ôi à, đây vừa có cái con chuột thần tắm. Ba cột cờ đây bà con ạ. Đây cung tiến ba cột cờ này. Không phải là cung tiến hòn Nón Bộ, nhưng hòn Nón Bộ này khá là mắc tiền luôn á. Ba cột cờ này. Nhưng mà để cái biển ở trên hòn Nón Bộ, Thành Minh Toàn cứ tưởng là cung tiến hòn Nón Bộ. Sai có luôn. Đây là khu vườn của đằng sau chùa Bộc. Thầy với các bác trồng rau ở đây. Rau cải bắp này, su hào tốt quá này. Nhiều vườn cũng rất là nhiều cây ăn quả. Đặc biệt mình toàn ấn tượng có một cái táo nhỏ nhỏ thôi, nhưng quả rất là sai. Còn đây là cây liệu. Cây liệu trên ao thì được làm các cái dàn bước xung quanh. Đây là các cái miếu. Cô ơi, các cái miếu này là đã thờ chưa hay là làm để mà chờ sẵn đấy cô? Thờ rồi ạ. Các miếu được xây rất là đẹp luôn. Mình toàn ấn tượng ở cái ao hoa súng này. Ủa, dưới này nhiều con cá chuối lắm. Cá chuối quê toàn gọi là cá trầu, cá chuối, cá quả. Quả rất là hiền luôn. Quả đây bà con. 1, 2, 3, 4, 5, nhiều lắm. Nhiều các quả lắm. Đây, dưới này thì trên là trồng hoa quả, dưới là trồng rau.
Đây là cái chùa Bộc mà nằm ở vị trí là nằm ở giữa đường chùa Bộc của thủ đô Hà Nội. Và sau đây Minh Toàn sẽ xin phép bà con cô bác, Minh Toàn sẽ vào trong chùa một chút. Chính vì thế mà Minh Toàn không dùng máy quay khi mà Minh Toàn thắp hương, nên là Minh Toàn sẽ hẹn gặp lại quý bà con cô bác về trong video tiếp theo để theo dõi những video mới thú vị. Thì rất mong quý bà con cô bác hãy nhấn vào cái nút mà có chữ đăng ký màu đỏ đỏ để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị về Hà Nội nói riêng hay là ở Việt Nam nói chung. Mến chào quý bà con cô bác, cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi video này.